Xin chào tất cả các anh em, chào mừng em quay trở lại với YouTube của siêu thị lồng chim. Ngày hôm nay thì siêu thị lồng chim quay cho em một cái mẫu lồng. Đây là mẫu lồng cu gáy quả đào cửa rồng đấy. Và kích thước của nó là size 36 cm, đó là cái phần đường kính bụng rộng nhất đấy ạ. Với chiếc lồng này thì có thiết kế hai lỗ đổ thức ăn hai bên, rất là tiện lợi cho anh em trong quá trình vệ sinh cho chim cũng như là chăm sóc cho chim nhé. Ở dưới thì là cái mẹt rồi, anh em chỉ cần tháo cái chốt ra, mình có thể vệ sinh cho chim cũng như là hạ thổ xuống đất cho chim để có thể lấy được sinh khí từ đất. Chiếc lồng này thì được làm bởi nghệ nhân Hà Nội đấy, có hơn 20 năm làm nghề, rất là tỉ mỉ từng khâu chọn nan này, nứt nan và dựng lồng đấy. Đây là form dáng quả đào ngược nhé. Với mẫu lồng này thì có hai cái form, đó là form quả đào xuôi và form quả đào ngược. Em sẽ quay ngang cái phần ngang để anh em hình dung rõ hơn cái phần xuôi và phần ngược nhé. Ngược thì cái phần quả đào nó sẽ đổ ở phía sau. Đấy, phần mũi của quả đào nó đổ phía sau thì gọi là quả đào ngược. Đấy. Chiếc lồng này thì anh em chơi hàng chục năm không hỏng nhé, rất là bền. Đấy. Và càng chơi thì nó sẽ càng xuống màu và còn đẹp hơn nữa. Với những chú chim cu gáy khá là thuần cũng như là đẹp thì anh em có thể lựa chọn cho mình những cái mẫu lồng nó tương xứng để chú chim của mình ở trong lồng nó sẽ đẹp hơn. Cái chiếc lồng này thì cái cầu nó là thẳng chính diện cửa nhé, thẳng chính diện cửa. Với kích thước nan đan vừa phải thì khi mà chú chim ở trong lồng thì sẽ phô toàn bộ vẻ đẹp của chú chim cu gáy của anh em ra. Đấy, em có thể treo. Cũng có rất nhiều anh em đặt lồng của siêu thị lồng chim mà chỉ để trang trí thôi, cũng không nuôi chim nhưng mà vẫn thích trang trí. Đấy thì với những anh em nào mà thích có những chiếc lồng trang trí trong nhà thì mình cũng có thể lựa chọn mẫu lồng này nhé. Đấy. Giá của sản phẩm là 1.550.000 đồng. Tuy nhiên anh em đặt hàng trong ngày hôm nay thì siêu thị lồng chim hỗ trợ chỉ còn 1.500.000 đồng với anh em đặt hàng trong ngày hôm nay nhé. Hôm nay là ngày 21 tháng 10 năm 2020. Đó. Anh em đặt hàng thì có thể liên hệ số điện thoại là 0984 217 365 hoặc 0984 217 hoặc 0964 27 8585 để đặt hàng. Cũng như anh em có thể truy cập vào website siêuthilongchim.net, viết liền không dấu nhé, để anh em có thể đặt hàng trực tiếp vào website. Và anh em hãy nhớ đăng ký subscribe kênh YouTube của siêu thị lồng chim để xem những video trước cũng như là cập nhật những video mới nhất của siêu thị lồng chim về các mẫu lồng để anh em có thể tham khảo lựa chọn. Ngoài ra thì anh em có thể share những video này cho những người bạn của mình, biết đâu đó thì các bạn của anh em có thể lựa chọn được một trong những chiếc lồng ưng ý phù hợp tại siêu thị lồng chim đó. Và cuối cùng thì xin chào, hẹn gặp lại các anh em ở video tiếp theo.